Nói chung chị thấy mổ mắt là quyết định rất là sáng suốt. Và mình có đến viện mắt quốc tế DND để mổ mắt cách đây hơn 2 năm. Trước đây thì mắt của chị bị cận, cận và loạn, cận hơn 4 độ và loạn tầm hơn 1 độ gì đấy. Bị cận thì trong quá trình sinh hoạt và công việc thì nó bị ảnh hưởng nhiều ấy. Mình cũng không thích đeo chiếc kính, là mình quyết định đi mổ mắt. Chị mổ phương pháp là smile. Cái thời gian mổ nó cũng nhanh lắm. Thay quần áo rồi vào có một tí là ra luôn ấy. Đấy, về thì nó chỉ bị hơi cộm mắt, chảy nước mắt mất mấy tiếng đầu. Về chị ngủ xong 1-2 hôm sau là như bình thường. Sau khi mổ mắt xong thì chỉ bị mất một thời gian đầu thôi, là nó vẫn chưa rõ, khoảng tầm 1 tháng đổ đi là bắt đầu mắt nhìn rõ hơn. Và đến bây giờ là hơn 2 năm thì mắt nó cũng ổn định. Thì trước khi chị quyết định chọn ở đây thì chị cũng có đi tham khảo một vài nơi, cũng có đến tận nơi luôn thăm khám và tư vấn. Thì khi đến đây thì chị nhìn thấy thì trang thiết bị máy móc cũng như là các bạn tư vấn rồi mọi thứ đều ok, thấy ok thì chị làm. Nói chung là nếu ai mà đang gặp các vấn đề về mắt trong quá trình mình hoạt động về công việc này, về cuộc sống hàng ngày mà đeo cận kính cận ấy nó không thuận tiện thì mình cũng nên mổ. Nói chung chị thấy mổ mắt là quyết định rất là sáng suốt.